Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 6, mưa ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng gia tăng, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 13 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giải rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều tối và đêm. Ngày 14 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6, trung bộ ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng cay cắt, đến chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác. Trong mưa rông có thể xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 13 đến 14 tháng 6 khả năng có mưa vừa, mưa to và giải rác có rông cục bộ có mưa rất to. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 có mưa rào và rông giải rác cục bộ có mưa vừa, mưa to mưa tập trung ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ và chiều tối và đêm. Từ ngày 17 tháng 6 nắng giáo quay lại nền nhiệt tăng mạnh nhiệt độ cao nhất khả năng trên 35 độ C trung bộ trong thời gian dự báo sẽ duy trì hình thế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt tây nguyên và nam bộ chiều tối và tối có mưa rào dài rác và có nơi có rông ngày nắng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh